VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc, pin vị chất, mở bất ngờ cùng The Mask Singer Việt Nam. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer mùa 2, đón xem sớm nhất tập mới 21 giờ thứ 6 hàng tuần và phần lộ diễn 21 giờ thứ 4 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và thưa quý vị, chương trình The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel và VON thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi tải ngay siêu ứng dụng giải trí VON để được xem trọn bộ The Mask Singer Việt Nam. VON là siêu ứng dụng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Cùng chúng tôi phiêu theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để cập nhật những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Và xin cảm ơn nhà đồng tài trợ, đó chính là bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và cũng xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phân phối độc quyền các bản ghi của The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ với những gương mặt vô cùng đáng yêu, dễ thương. Đầu tiên sẽ được trân trọng giới thiệu, đó chính là MC diễn viên Trấn Thành. Ca sĩ Tóc Tiên. Ca sĩ Bích Phương. Và cố vấn khách mời ngày hôm nay đó chính là ca sĩ Bảo Anh. Wow. Dạ, chào hội đồng cố vấn. Wow, mình ưu tiên phỏng vấn Bảo Anh trước đi. Lần này quay trở lại thì cảm xúc mình như thế nào? Có khác xưa hay là trông chờ gì ở những mascot chúng tôi hay không? Trông chờ thì chắc chắn là trông chờ rồi, nhưng mà lần này quay trở lại là em cảm giác hoang mang hơn lần trước. Wow. Em nghĩ là lần này em tới em sẽ đoán trong sự vô tri. Tại vì lần The Mask Singer mùa 1 đó là em thấy là những cái người mà cần xuất hiện hoặc là những cái người mà em không nghĩ là xuất hiện thì cũng đã xuất hiện rồi. Đó, thành ra mùa này chắc đối với em là sẽ hơi khó. Đây là bốn gương mặt đại diện cho sự vô tri. Không sao, vô tri là một trạng thái tính từ mà tất cả những khách mời đến đây đều bám vào. Thì chúng ta cũng chỉ có thêm một sự vô tri thôi chứ cũng không phải là sự vô tri đầu tiên. Chúng ta chỉ khác nhau về mức độ thôi. Vâng, năm nay thực sự phải nói là nhà sản xuất đã mời được rất là nhiều những cái gương mặt lạ, mới, trẻ mà tài năng khó hơn cái mùa 1 nữa. Tiên thấy sao, đề bài năm nay khó không? Đề bài năm nay đối với em là... Là đẳng cấp của khó. Đẳng cấp của khó. Bây giờ em không dám mạnh miệng nữa là anh hiểu rồi đó. Em phải che lỗ tai lại để cho bớt cái lỗ tai vàng của em đi. Lỗ tai vàng nó quá tự tin quá trời anh. Tập 1 đó trời ơi, tai vàng tai ơ đồ quá trời. Nghe một cái là ra, anh Thành tập 1 cũng có khác gì đâu. Tôi chỉ cần nghe 3 nốt thôi. Chấn động nha, những cái tên chấn động nha. Không sao, mùa 2 anh sửa lại, anh sẽ nghe khoảng 3 bài. Còn Bích Phương thì sao ạ? Hệ thống radar của bạn, sau khi mà bạn được ngồi kế hai cố vấn kỳ cựu chúng tôi, anh Thành nè, rồi Tiên, thì bạn đánh giá ai cao hơn? Khi mà em tham gia chương trình thì em cũng có sự lo lắng là em sẽ cô đơn ở đây, bởi vì là em hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, radar của em thì cũng không ok lắm. Nhưng mà ghi hình cùng với mọi người thì em nhận ra là mình không hề cô đơn. Tất cả chúng ta ở đây đều có chung những cái suy nghĩ về mascot như nhau, đấy là một tâm trạng hoang mang. Thì em thấy là em cũng hòa nhập rất là tốt với mọi người. Và không, nhưng mà điều đó để chứng tỏ rằng là tất
cả ban cố vấn ngồi đây, dù là cố định hay là khách mời, đều hoàn toàn là không có bất kỳ một manh mối nào về mascot cả. Quý vị đừng nghĩ chúng tôi diễn nha, chúng tôi không có được hé lộ. Quý vị biết không, mascot còn không đi vệ sinh chung với chúng tôi nữa đó. Anh ơi, tại vì năm ngoái là em đọc comment mọi người bảo là anh em mình diễn quá kiểu vậy, không có biết mascot là ai, nhưng mà không biết thiệt nha mọi không người. Biết thiệt, không có một manh mối gì luôn. Quý vị biết không, tôi nói cái chị căng tin á, cái chị mà đưa cơm cho nghệ sĩ á, bà đưa một tháng mấy bà không biết ai là ai đó. Thiệt hả? À, ngày hôm nay mình có một bản đấu mới rồi đó mọi người. Yeah. Có những loài vật nào mọi người sẽ hy vọng xuất hiện trong đây, mascot gì ạ? Thí dụ như tôi thích con sò lông. Trời ơi. Vừa ra cái mở ra là hát, khép lại là im. À, con gấu. Mình có ai làm con gấu chưa? Con gấu thì chưa xuất hiện. Ờ, em thích con gì? Đâu có con chó chưa ạ? Chó à? Chó dễ thương mà. Con nhện đúng? Con nhện á. Ừ, đó, Spider-Man chưa có đó. Em thích con gì? Con rết, con rết. Sao con gái mà thích con gì ghê vậy? Tại vì mọi người nói là đoán cái con gì mà nó chưa có, với lại nó lạ thì thôi, em đoán như nó lạ quá trời. Muốn lạ đó, con đó lạ. Con rắn chưa có. Con rắn chưa có. Ờ. Nhưng mà không những là có những con vật nha, mà em nghĩ là trong bản này có những cái đồ vật luôn á. Đồ vật đó. Dạ, đồ vật. Nếu mà về đồ vật tôi sẽ quá thân thành cục gạch. Tại sao cục gạch anh? Tại vì đối với anh á, là cục gạch nó là một cái gì đó giống như vô tri bên đường. Người ta hay nói là cục gạch là vô tri, cho nên anh thích một cái gì đó là bỏ xó và người ta không quan tâm tới nó, không để ý tới nó. Anh thích cái cảm giác vậy đó, nó lạ. Wow, đúng là người thành công có lối đi riêng ha. Em không nhìn cục gạch, em không nghĩ sâu vậy. Vậy mình sẽ hóa thân thành oxy. Em ở đâu có mặt em anh Trần? Em là nước. Ai cũng cần. Ôi, oxy rồi, ai cũng cần. Chủ đề lãng mạn rồi. Thôi làm bây giờ xa quá. Xa quá. Về bờ nào bà cố vấn ơi. Rồi bây giờ xin mời bà cố vấn hãy về lại cái bờ chính xác của chúng ta. Đó là vị trí ngồi quen thuộc. Xin mời ạ. Và thưa quý vị, ở bản vừa rồi chúng ta gặp rất là nhiều những nhân vật thú vị. Và ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục gặp một mầm non giải trí mới nhú, trẻ trung, năng động, nhảy nhót tưng bừng. Và mầm non giải trí này mới đi học về luôn. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón Cù Bông. Cảm ơn bị đỏ đen à. Trời ơi, Cù ơi, Cù giác cả thế giới sau lưng hả Cù? Ừ, xách ba lô nặng quá nhỏ. Cù, mình quay một cái cho mọi người chiêm ngưỡng cái nhan sắc của Cù đi Cù. Trời ơi. Wow. Nè. Nói chung là Cù rất là best. Cù xin ngã. Bà Cù này nha, là phải có học nhảy hoặc học múa. Cái bước xoay là không phải là xoay bình thường nữa nha, mà phải bắt chéo chân đó. Đấy, xoay một vòng. Mình đoán thử với cái chiều cao này thì chúng ta có cái tên nào phù hợp. Anh Hành chắc Khánh Thi đi. Khánh Thi. Yeah. Oh yeah. Chị Khánh Thi cũng hát nữa. Em thấy trông rất dễ thương, em nghĩ là Amy. Oh. Có yeah. Anh? Cái chiều cao này cũng có thể là Hoàng Yến Chibi. Cũng hợp lý nha. Rất là hợp với tạo hình. Bây giờ mình sẽ đến với lại một đoạn clip giới thiệu ngắn ngắn về xuất xứ cũng như là trường học của Cù ra sao. Xin mời. Là trời, thật không thể tin được, mấy cụ vừa trải qua một chuyến bay dài để kịp đáp xuống bữa tiệc The Messenger Việt Nam. Đầu bé còn đang lưng lưng luôn đó. Ôi quên, xin chào mọi người, em là Cù Bông, đến từ trang trại phía đông bên kia cánh đồng. Vì là em út trong gia đình có 5 chị em nên mọi người hay nói bé Navi nhất nhỉ. Mặc dù từ nơi xa xôi đến đây, em xin khẳng định chắc nịch rằng em là Cù Việt Nam chính hiệu, không phải Cù nước ngoài nha. Em đi thơ về truyền, không phải vì câu chế nhá. Em sao câu cha bì, you know we got fever. Ngoài hình của em với chút nhỏ bé nên ai nhìn cũng muốn giải chia cứ chiều. Do đó, nhân cách anh trai của em chắc cũng phải dài 8 mét. Các anh thường gọi em với cái tên hương hương, em bé Cù Bông. Được yêu thích cũng là một loại áp lực, vì bé luôn nằm trong tầm ngắm của mọi người, cứ sơ hở là bị bắt đi cạo tù lông để làm chăn gối nệm, quần lụa, áo lộng lẫy cho các chị em chân diện. Mỗi khi em bị cạo lông, em sợ lắm,
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc có thể giúp mọi người ấm áp và xinh đẹp hơn thì em lại thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng loài người chỉ nghĩ đến em khi màn đêm buông xuống thôi. Cừu như một cái tên sáng giá để mọi người đi đến thế giới của những giấc mơ. Không phải cứ ai khó ngủ là đều phải đếm cừu đó sao? Nhưng đêm nay mọi người sẽ không thể ngủ được đâu, vì em là lý do số 1 làm quý vị không thể rời mắt. Chờ xem nhé. Cừu rất lanh, văn rất trôi, nói không cần nhờ biên tập mớ mồi. Dữ liệu này em thấy có bài hát Vương tới một vì sao. Một vì sao ta sáng cho riêng mỗi chị mình. Chị Ngọc Linh cũng có thể. Ô, năm chị em. Ừ, có cái chi tiết năm chị em. Ngũ Long công chúa. Ngũ Long công chúa. Sao mà có nhiều anh trai gì nữa. Chị Ngô Quỳnh Anh. Lương Bích Thủ là mình có rồi nè. Anh thời của anh nhớ nhất á. Ủa, anh trùng thời với em à? À quên. Trời đất ơi. Làm như hai người khác thời. Anh thân như mấy chị. Em sao vậy? Sao rồi, dữ liệu nào vậy Bích Phương? Thì em cũng chỉ nghĩ đến những bạn ca sĩ mà có sự cute. Em vẫn nghĩ là Hoàng Yến Chibi hoặc là Amy. Một cái người này là tôi nghĩ là có thể thế này. Bình thường gia đình là có ba chị em thôi, chứ không biết là có thêm hai anh em gì nữa không. Bà Minh Tuyết cái tôi cười xỉu liền. Đó, bà cười kìa. Nhưng chị Tuyết không có bắt chéo chân mà xoay vậy. Ra mình phải hóa thân nhân vật chứ. Ừ. Chỉ có khi hát mình quên mất mình là ai thôi. Bay về đó. Nhưng đó. Mà nhiều khi mình cứ bị stick vô trong đầu cái chuyện là anh bên nước ngoài về, nhiều khi không phải rồi sao. Nhiều khi mới đáp từ bên Thái Lan đi du lịch về kìa. Cù Bông hãy ca đi. Và bài hát Cù Bông mang đến hiện tại đã đạt được 120 triệu view. Xin mời Cù Bông và ca khúc Bước Qua Đời Nhau. Wow. Bước Qua Đời Nhau. Mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà cớ sao ba giờ đây
Cù bông, cù bông, cù bông. Trời đất ơi, cái đoạn đầu ra nhảy dữ lắm mà sao chọn bài buồn rười rượi như thế này nhỉ? Và bây giờ xin mời ứng tuyển đầu tiên ạ. Dạ viết rồi. Chưa viết luôn á. Kìa em cọp dê anh Thành kìa. Thôi em không cọp dê đâu. Mấy hôm nay anh toàn sai thôi. Em không tự tin là anh Thành đâu. Ôi đấy. Ơ hay. Trời ơi. Cô vừa hỏi tôi xong thôi. Không cũng đúng, anh chưa đánh trúng ai hết. Em không nghĩ được một ai luôn á. Sao vậy em gái ruột, nay em ghi được tên nào cho hen. Mới có bài đầu mà trời. Anh ấy toàn có những cái tên chấn động thôi. Có nghĩa là nhiều khi không đúng nhưng mà nó chấn động. Chấn động là đúng thiệt. Nó hơn nhau cái chỗ chấn động. Hết giờ xin mời bị đỏ đen lên thu bài. Rồi cái gì vậy? Rồi cái gì vậy? À, bỏ cái này vô trong cái ống. Trời đất ơi. Trời ơi, Thành Linh à. Tụi em có mệt không? Trời ơi, rồi nó tắt ở giữa thì sao? Anh Huy, cho chừng vô mặt. Đó, thôi. Đó. Em không hiểu tại sao hai con quỷ áo đen này làm việc vô tri vậy. Vậy nè. Đó. Đó, vậy mới hợp lý. Ai cũng có lần đầu. Đấy, anh đi sang đây, em xong rồi đi ngay. Cồng kềnh quá. Mong khán giả hiểu là chúng tôi là những người trưởng thành. Nhưng cái này là sự vô tri của ai đó như vậy của tụi tôi. Yêu cầu của cù. Anh có làm được không? Anh nhắm mắt anh làm không nè. Ừ, nào. Rồi, ok, tuyệt vời. Ủa, hai ông thần. Đây nè, mang vô. Bàn về cù nè, tôi đang mê cù quá nè. Hỡi cù, hãy nghe đây. Giọng cù phát ra thánh thoát, dài nốt bẻ theo đường uốn lượn giống cái ống khói, kèm theo một cái giọng nữ cao soprano đó. Hồi nãy chiếc môi xinh xắn này và chiếc môi xinh xắn kia cũng nói ra cùng một cái tên. Thật ra ngay từ đầu em nghĩ là Kiều sẽ phải thuộc thế hệ 8X hoặc 9X với cái lựa chọn bài hát đấy. Và em có suy nghĩ đến các chị ở trong nhóm Mắt Ngọc, ví dụ như là chị Thanh Ngọc cũng có thể hát những nốt cao như thế, hoặc là chị Thu Thủy. Và các bạn đã quên mất một nhóm. Cái gì vậy anh? Mây Trắng. Đây là ca sĩ Thu Ngọc. À đúng rồi, chị Thu Ngọc. Yeah. Chị Thu Ngọc cũng có vài cái luyến luyến như vậy. Cũng là năm chị em. Em cũng có cảm giác đấy, nhất là những nốt cao với cả thỉnh thoảng có một cái luyến. Chính xác. Nhưng mà chẳng nhẽ lại dễ như thế. Hôm trước bọn mình toàn gặp những khó khăn thì bây giờ người ta bẻ cho nó giống để lừa mình. Sao giống lý quá vậy? Nhiều khi có những con người như chị Hà Trần á, chị không bẻ được cái gì hết. Chị ra chị hát á là biết chắc chắn là chị Hà Trần liền. Nhưng mà tại vì người này mới xuất hiện lần đầu mà anh. Anh Thành ơi, chị Hà Trần là mùa đầu tiên thôi. Mùa 2 này những nhân vật chúng tôi đã được update version 2 không, rồi. Mà đúng là chị Thu Ngọc hình như cũng mới từ nước ngoài hay gì đó đúng đó. Không anh? Thu Ngọc có thể là lâu quá không hát, cho nên nhiều khi mà diễn đầu thì người ta cũng có thể là hơi hồi hộp một chút. Bây giờ anh hiểu cái nãy tụi em làm phần lấy kết quả như thế nào chưa? Đó là cột hơi của nhân vật này đó. Rất dài, nội lực. Đó là những gì anh nghĩ thôi, có thể anh sai. Ủa mọi người sao không hỏi cu? Tiên không biết vậy, Tiên hỏi đi. Chào cu, cu Bông ơi. Cu Bông cho Tiên hỏi là trong cái clip VT Tiên thấy là cu Bông hay được gọi là em bé, là biệt danh hay là tên một cái bài hát, hay là như thế nào, cu Bông có thể chia sẻ rõ hơn được không? Tại cu Bông nhỏ con quá đó, cái kêu là em bé. Rồi chị nhớ tới cù bông khi màn đêm buông xuống là như thế nào ạ? À? Khi màn đêm buông xuống là đi ngủ. Tôi duyên. Cái những cái nó đơn giản vậy thôi. Cù ngủ đêm mà đúng rồi. Giờ nói cái gì nữa? Không cãi được. Cù bông nói là bay từ ở bên nước ngoài về, là sống ở nước ngoài lâu năm, hay là như anh Thành nói hồi nãy là mình đi Thái Lan mới hôm qua cái mình về? Dạ, nghèo, không có tiền đi Thái Lan, đi Mỹ thôi. Trời ơi. Trời ơi quá trời. Chảnh chưa? Tôi ghét dễ sợ. Mà tính ra ở đây là có hai nhân vật diễn bên nước ngoài cũng nhiều nè. Bảo Anh nè, Tóc Tiên nè. Mà toàn các nhân vật đi máy bay thôi đấy mọi người ơi. Cú tui. Thật ra hồi nãy tôi có nghi một người nữa mà tôi không dám nói. Nhưng mà tôi nghĩ cái người này là có khả năng rất là cao. Chấn động nhanh. Báo tên chấn động nè. Gợi ý nha, đây là một cái người ở thế hệ 8X, có nhiều bài hit. Giờ nói ra cái này mọi người sẽ biết nè. Là một cái người mà có cái giọng nói như nè. Bạn nhỏ ơi. Ông nghe quen vậy ta? Quen không? Từ bạn nhỏ ơi rất quen nha. Bạn nhỏ ơi. Chị Hiền Thục. Chính xác. À, đúng rồi. Ôi nổi như gà. Đúng không? Nổi như... Ý, chấn động chị, không? Chị Hiền Thục hay được gọi là trẻ như em bé. Chấn động không?
Ừ, chấn động. Nhưng chị Hiền Thục chị hát điệu hơn. Cửu ơi, Cửu đã có gia đình chưa ạ? Ừ. Con đang đi học điêu ba lô. Nói gì? Mà cô cho hỏi, bình thường cô hát dòng nhạc gì? Hát nhiều lắm á, mà mê mấy anh rapper lắm. Rapper nào mê nhất nè? Mekarik. Tại sao Mekarik? Đẹp trai. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi. Cửu ơi, Cửu có biết mấy cái cung hoàng đạo không Cửu? À, cũng có biết chút chút vừa dạ. Đâu sai. Cụ thuộc cung gì ạ? À, cung tên. Dễ sợ. Dễ. Trời ơi, quá là cưng. Mê quá à. Quá là cưng. Phải giữ cái bà cung lại mới được. Cung quá tên. Là cưng. Trời cung ơi. Tên. Thì đúng rồi, biết về cung mà. Đúng rồi, đồng ý, không sai hay một tí nào đó. Cụ Bông ơi. Cụ Bông có thích cuộc sống dưới quê không? Hay là cụ Bông thích ở thành phố? Nếu mà dịch thì mình về quê, còn hết dịch mình lên thành phố. Vậy cụ Bông là cái người mà từ dưới quê lên thành phố lập nghiệp hay là người sinh ra thành phố? Nhớ rồi, hỏi mấy cái mà lộ lội. Vậy cụ Bông hồi xưa dưới quê, cụ Bông có bị còng bu không? Đã nói không có hỏi vậy mà cứ còng bu, kiến bu. Trời vậy thôi, không hỏi đâu trời. Dạ. Cái bà này giống người miền Tây quá ha. Mà bà này bà có duyên quá. Ừ. Đúng rồi, phản ứng nhanh quá. Nhưng mà vì nói như vậy thì em lại không nghĩ là chị Hiền Thục. Ồ, thí dụ hồi nãy hỏi cụ Bông ơi, cụ Bông cung gì? Hiền Thục là sẽ nói gì nè? Cụ Bông không có biết nữa. Cụ Bông không biết cái đó là cung... giọng chị Lâm Khánh Chi. Nó kiểu gì? Đó không phải đâu. Không phải giọng chị Hiền Thục. Thiệt. Hết thời gian, hỏi đáp nhanh rồi. Chốt lại đi ạ. À. Em có quyền giữ bí mật cho bản thân được không? Tại vì em sợ nhục. Ủa? Nhục gì? Mày nói chứ. Vì hồi nãy em không nghĩ ra được một cái tên gì khác hết. Cho nên em chỉ đi theo cái phán đoán đầu tiên là chị Ngô Quỳnh Anh thôi. Chứ em không có nghĩ ra được tên nào khác hả? Còn anh á thì Thu Ngọc. Nếu mà Thu Ngọc mà sai thì cái anh chỉ bám về cái điểm cuối cùng là Nhật Thủy thôi. Nhật Thủy. Nhà chung của anh em mùa này Nhật Thủy. Bích Phương à? Hiện tại ở trong vòng nghi ngờ em đang nghĩ đến chị Thanh Ngọc và chị Thu Ngọc. Em nghĩ là em sẽ cần nghe thêm để đúng em rồi, phải nghe thêm. Tôi nói rồi hồi nãy tôi đã nghe ít nhất phải 3 bài. Hồi xưa nghe 3 nốt, mùa này là phải 3 bài, 3 dòng. Tại vì cái dòng thứ hai mình nghĩ là cái tên khác rồi. Bảo Anh thì sao ạ? Em không biết thiệt luôn á anh. Hồi nãy em có ghi ở trong đáp án là chị Ngô Quỳnh Anh. Em có ghi như vậy, em ghi tùm lum luôn. Rồi, đến giờ em đi học rồi mọi người ạ. À. Cứu ơi, xin mời đón em ạ. Tháng 8 này cùng Vion Plus nhìn nội dung hay. Show đỉnh nhất, xem sớm nhất chỉ có thể là Vion. Phim hay, Vion độc quyền ngay, chỉ có trên Vion. HBO mới nhất, xem cực nhất chỉ có thể là Vion. Thể thao sao? Vion bao giải hot, mượt nhất trên Vion. Và còn vô số nội dung tuyệt đỉnh khác đang chờ bạn khám phá siêu ứng dụng giải trí Vion ngay. They're very đặc biệt to me. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa tất cả quý vị cũng như là ban cố vấn đến một cái vùng đất nghiên cứu về khảo cổ. Wow, em thích khảo cổ học. Đây là một nhân vật rất là đam mê tìm tòi về khoa học, nghiên cứu về thời gian và lịch sử. Đặc biệt là một đại sứ thương hiệu, đại sứ của buôn làng. Nhắc về buôn làng chúng ta sẽ nghĩ ngay đến loài vật nào? Con trâu. Trâu. Thì buôn làng nghĩ tới trâu. Đúng rồi. Voi. Thì đó, đó chính là voi bản đồn. Thấy chưa? À, voi mammoth.
Trời ơi. Dơ. Công tắc rồi, công tắc gần lại. Dơ. Gần lại, bình tĩnh lại. Con voi quá trời rồi. Nè, tôi nói nghe nè. Tôi mà không ngồi đây tôi nói Trấn Thành đó. Đúng, em đang định nói luôn. Trời, lắc quá, nó vẫn còn lắc chứ kìa trời. Ủa này là khoan xí nha, cho em hỏi là được cái cái vậy? Tôi nghĩ là voi cái. Tại có cái lông mi. Voi nái anh em ơi. Sao vậy? Anh thấy chấn động chưa? Chấn động nha, bữa nay voi mà voi phụ nữ là ngon à. Voi female. Trọng hiếu. Dẻo quá. Dẻo hồi nãy cái đoạn mà để cái chân lên là phải dẻo nha, tại để cao lắm. Cái biên độ động tác nhảy rất rộng nha. Thường là thí dụ mặc đồ đó thì mình chỉ dày thôi, cũng ổng nha. Ổng xà xuống luôn á. Ổng giặt đồ ra tới đây rồi. ST. Oh yeah, đúng rồi, ST cũng nhoi với mẹ á. Ê, vô lạnh luôn, vô nghe chữ ST xong vô lạnh kìa. Đang cố gắng diễn nét gì để cho đồ mình nhận ra đó. Diễn nghe không, diễn. Dương Triệu Vũ. Dương Triệu Vũ. Cái năng lượng đó, xong cái đó, hành động đó. Trời, đó. Ừ, như cái hành động này giống ST nha. Ồ. Trời ơi, đừng nói Ali Hoàng Dương nha trời. Nhiều quá. Anh nhảy không? Nhảy. Trời ơi, em ơi, nó lên nóc nhà em ơi. Mà cái dòng năng lượng này có là anh Thanh Duy Idol cũng có luôn. Đúng, có thế. Cũng có luôn. Thanh Duy. Chấn động chưa? Ra nhảy banh nóc nhà. Rồi. Bây giờ để xem voi xuất xứ từ đâu. Ok. Quốc tịch nào nha. Thế giới tự nhiên vốn khắc nghiệt, nhưng thực sự là không có quá khó để bạn có thể tìm thấy một chú voi vừa to xác lại còn vừa biết pha trò nữa nha. Ê, giọng nam hay giọng nam nữ vậy? Bạn có thể đến thảo cầm viên và có thể bật TV mỗi tối thứ 6 hàng tuần để coi voi bạn đôn hát và dướng nhảy làm cho mọi người vui vẻ, thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi. Loài voi nhà tôi nha, có hai cái nhất luôn. Loài động vật đất liền nặng nhất và to nhất trên thế giới. Còn voi bản nôm tôi thì được cái là kiên nhẫn. Bạn tên Hồng, tôi đã ở trong khu rừng của mình để chờ hơn một năm trời để ghi tên mình vô sách đỏ danh giá của The Mask Singer Việt Nam. Ngày bé, voi bản đôn rất là thích hát luôn, nhưng mà mẹ thì lại không có muốn cho hát. Mẹ cứ bảo là voi con mau lên nhanh, có đôi nè to góp sức cho buôn làng của ta. Lúc đó ôi thật sự là mơ hồ. Bạn thấy đấy, tôi đã thuận theo ý trời. Chú voi được ngày nào giờ đây đã trưởng thành, không những được buôn làng công nhận mà chú voi còn được thêm những người bạn thân thiết cùng chung chi hướng nữa. Chỉ cần bật nhạc lên là mắt của chúng tôi lại sáng rực, cũng nhún nhảy không ngừng. Và ngày hôm nay đàn bướm bướm mùa xuân đã báo hiệu và đến lúc voi bản đôn dập những cú chân đầu tiên trên sân khấu này. Yeah, yeah. Như vậy chúng ta xác định thông tin đây là quốc tịch Việt Nam. Voi thuần Việt, không có đi lưu diễn nhiều. Tôi còn biết con voi này có một cái đặc điểm đặc biệt nữa, giờ không biết có nên nói không? Là sao ta? Là đang nhìn ai vậy ta? Ủa cái sao trong clip VT giọng đầm lắm mà sao đây nó đa nhân cách quá. Sao voi ơi? Sao nhảy ra hoành tráng mà vừa nghe anh Thành nói một câu lại xuống nước ngã quỵ như vậy? Một voi này nửa bắc nửa đúng nam. Rồi. Giọng hơi kiểu bắc lai. Giọng này giọng Đồng Nai. À, khu ông Tạ. Đồng Nai ông Tạ. Ủa ông Tạ sao Đồng Nai? Khu ông Tạ nói giọng bắc này. Vừa rồi dữ liệu chúng ta thu thập được là gì ạ? Nói chung là voi đang ở nửa nam nửa bắc. Theo cái kiểu này thì tôi cũng đang rào lại một số khu vực. Ali Hoàng Dương có giọng Ali Hoàng Dương là giọng nam bình thường thôi. Anh Quốc Thiên. Ờ, này. Anh Quốc Thiên. Quốc Thiên. Anh Quốc đấy, Thiên. Quốc Thiên. Nên người này có tập gym thì slim fit thì chắc có lẽ là Quốc Thiên này, giọng Thiên. Nửa nam nửa bắc cái này. Thôi em cũng phải ghi lại đây. Ôi, cho em. Ờ, sao mà tôi phải nói ra cho mọi người biết? Ủa sao tự nhiên mình nói ra vậy? Ờ, dở. Phải ghi hết lại những chi tiết này. Đó thì sao ạ? Em thì nghĩ là chắc ở đâu Đắk Lắk thì mới có voi.
Đắk Lắk hả cưng? Mình dạ. Có ai ca sĩ Hồ Quang Hiếu rồi đó. Trời ơi. Ủa anh Hiếu. Cũng là một khả năng. Hiếu miền Tây em ơi, không lẽ em không nhận ra giọng Hiếu sao em ơi? Đâu sao miền Tây được? Sao anh cãi gì bảo anh? Anh hay cãi quá. Rồi rồi thôi thôi tôi sai. Trời đất ơi. Anh xin lỗi, anh khoanh tay, anh sai. Dữ liệu quan trọng giọng hát. Giọng hát. Đúng rồi, em phải nghe hát đi. Do bản Đôn vừa nói nhỏ với Huy rằng anh ấy có một bài hát trình diễn dành tặng cho một cố vấn xinh đẹp ngày hôm nay. Chắc là anh Kinh Thành. Chắc chắn là tôi rồi. Chắc là Kinh Thành. Không phải anh. Anh loại đầu tiên. Giận voi chứ. Cố vấn xinh đẹp này có một bài hát với một câu hỏi. Câu hỏi Tết nào người ta cũng hỏi. Có giờ lấy chồng. Có giờ lấy chồng. Và hôm nay anh ấy đã có câu trả lời. Anh là ngày mai người ta lấy chồng. Trời ơi trước quá. Giận dãi quá. Nghe giọng hát ngày mai người ta lấy chồng. Xin mời cho bạn Đôn. Hát bài này chắc không phải Hồ Quang Hiếu. Mai kia sương phai hoa úa áo nhau, anh đợi em nên chọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lăn la hỏi thăm, lén vào trộm đi khế ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lá cánh khóc hoang tìm nhau, ai đồng ai đem hết bao giọt sầu. Mỗi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng, liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá diêu bồng. Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm sâu, vì mai người ta đã đi lấy chồng. Đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu, kịp sáng mang đến làm quà cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa úa áo nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi. Mưa lăn la hỏi thăm, lén vào trộm đi
ghế hoa trăm năm. Người em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lá cánh khắp khoảng tìm nhau. Ai đồng ai đêm hết bao gió sầu. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Hơi diêu bông ơi, hơi diêu bông, bình minh chưa hết, tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã quá tuyệt vời ạ. Và một trong thật lớn chúng ta phải cảm ơn đó chính là đạo diễn, dàn dựng sân khấu và team Đỗ Hải. Quá tuyệt vời ạ. Hay quá. Cảm ơn ban nhạc Hoài Sa và nhóm bè Kelly Lớp. Cảm ơn Voi Bản Đôn ạ. Không biết là lúc lên sóng thì có được như thế này không, chứ lúc này là cái cảm xúc về cái giọng hát thì nó kinh khủng khiếp luôn á. Xin mời, viết ơn từ đầu tiên ạ. Không, em đang cảm xúc lắm, em không biết ai hết. Chưa nghĩ ra. Em đang feel với cái bài này nhiều quá, em chưa kịp nghĩ là ai rồi. Bài hay quá. Hay quá. Thật sự là Voi hát rất hay, rất là cảm xúc. So với tất cả các số ghi hình từ đầu đến giờ thì đây là phần trình diễn mà em cảm thấy là xúc động cho nhất. Em nhiều xúc động. Và ở đây ai cũng là người hát hay nhất, nhưng mà cho em nhiều cảm xúc nhất thì chính là Voi. Này, em nghe em cũng không biết là giọng ai, em chỉ thấy hay thôi. Khó quá. Quá rất hay. Khó quá, nhiều màu giọng trong bài hát này luôn. Cái tính thì hồi nãy ra nhoi quá, chị nhoi mà hát rồi. Trời ơi, cảm xúc muốn xỉu. Trụy tim. Trong khi mà trời bạn cố dứng biên cái tên ra nãy giờ âm thất thần hết. Mình gọi đi uống ăn miếng bánh, uống miếng nước. Người này hát rất là ổn định, hát rất là hay. Vị trí âm thanh quá là tốt luôn. Hát hay dã man luôn ấy. Lúc đầu anh bảo anh Quốc Thiên thì anh Thiên giọng mỏng hơn mà, đúng không? Cái kiểu hát của anh Thiên là bay tôi hơn. Biết. Để dành đi. Tôi ghi vô biết. Đi. Tôi phải ghi vào, bây giờ các gì mà hỏi tôi thế này. Viết xong đáp án chưa? Không biết, lấy gì viết. Trời ơi. Thôi để em tạo được thời gian cho mọi người, xin mời bị đó đen ạ. Quá lâu rồi. Đã ghi xong đâu trời. Ủa anh Hành xong đầu tiên luôn hả? À, xong rồi. Nhưng mà thường mỗi lần anh xong đầu tiên thường cái đáp án nó sai. Trời ơi. Điềm. Bẹo hình bẹo dạng cho dữ vô. Rớt nó cái kết quả. Rớt cái kết quả cho xuống đất rồi. Xuống cà na. Bài đặt tạo nét. Anh ơi cứu em với, móng vuốt của em dài quá em không mở được. Ơi. Ê ý là anh bạn ra hộ em, móng em dài. Là bà chưa dặn được luôn đó hả? Nè vậy sao? Em xin. Điềm. Đó thấy chưa, rớt sao? Rớt tiếp. Trời đất ơi, 4 cái, rớt hết 4 cái. Thôi vậy là 4 cái mình sai hết luôn đó anh. Có một trái em vô được, trái của ai đó? Chắc là em rồi. Quá là cầu kỳ rồi. Cảm ơn do dành thời gian để xem một phụ tri của chúng tôi. Thôi, ủa nắm tay quá vậy? Bình thương, bình thương. Ơi. Gì vậy? Cao ngang ngửa nuôi nha. Cao hơn luôn á. Không, cao hơn em. Đôi tay này chắc lắm. Đôi tay rắn chắc luôn. Rất chắc, rất to. Có gân, có gân tả. Nâng tả. Người ta đeo bao tay mà sao anh biết có gân hay vậy? À đây gân của bao tay. Quá mỏi mệt. Xin mời nghệ sĩ Tóc Tiên. Dạ, hồi nãy ban đầu với những cái dữ liệu trong clip VT thì hai anh em chúng tôi có cái tên đó là anh Quốc Thiên.
khi mà nghe những cái nốt đầu tiên, những câu đầu tiên ấy, thì hai anh em quay ra rất là chắc cú với nhau. Anh Quốc thiên rồi, anh Quốc thiên rồi. Ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều sang sang. Ai tìm ai dưới trăng, nghiêng bóng ngó dài phẳng phẳng. Nhưng mà sau đó chúng tôi bị lung lay. Chúng tôi lại nghĩ khác. Tại vì tôi bắt đầu phát hiện bạn là khi bạn lên những nốt cao. Cái giọng thiên có vẻ sẽ kim hơn cái giọng này chút xíu, thanh hơn. Còn cái người này lên cao thì nó vẫn có cái độ dày, ấm hơn. Và ấm. Mà cái người này tôi thấy là cũng bắt đầu hát theo cái kiểu của bây giờ á. Dạ. Là tách chữ gãy gọn, chia câu rất là tốt. Mình nghĩ người này phải là một ca sĩ trẻ, cho nên là hát cái cách hát này là cách hát có cập nhật. À. Trẻ nhưng mà không trẻ hẳn nhá, nằm trong giữa 8 và 9. Em nghĩ là có thể là lớn hơn tụi em. Lớn hơn. Và một giọng hát có học trường lớp. Ê, trời ơi tôi chết rồi, tại sao hồi nãy tôi còn thiếu một cái người này tôi quên ghi ta. Đó. Cho tôi sửa lại cái tờ giấy một xíu được không? Úp xa thì ngân hàng quốc tế VIP đã giữ rồi, không có cơ hội sửa lại. Còn một người này nữa cũng hát có học hành luôn. Anh gửi cho tụi em đoán. Hay hát chung với Hoài Lâm lắm. Hay hát chung với Hoài Lâm. Lâm. Ai ta? Bạch Công Khanh. À. Bạch Công Khanh. Ơ nhưng Bạch Công Khanh là người giọng miền Nam hả? Vậy đó, bây giờ đang hoang mang là Bạch Công Khanh là giọng người Nam. Em cảm giác đây là người Bắc luôn nha. Nhưng mà bỏ anh sao ạ? Trong cái suy nghĩ hạn hẹp của em thì em nhìn với cái dáng người như thế này, xong rồi hát kiểu tình cảm như vậy, thì em có nghĩ đến một bạn là Khải Đăng. Khải Đăng. Khải chị Đăng. Cũng ban đầu có nghĩ Khải Đăng nhưng giọng này không phải được. Khải Đăng. Đấy, nhưng mà giọng này nhiều trải nghiệm hơn. Khải Đăng là cái giọng ấm cực kỳ luôn. Dạ, yeah, Khải Đăng là một cái giọng kiểu nam tính hơn chút mà nữa. Mà men rặt luôn á. Dạ, yeah, nam tính còn hơn chút. Còn cái người nữa này là còn có độ bay. Nhưng mà rất là tình cảm thì em mới khó đoán đấy chứ. Phương là có nghĩ đến ai không? Thật sự là Phương nghĩ đến anh Quốc Thiên rất nhiều. Đúng không? Em cảm giác nó quen lắm. Thật ra em rất là hay nghe anh Thiên hát. Nhưng giọng này thì là em không thấy giống như cách anh hát bình thường. Có thể là anh ấy đổi giọng của anh đi hoặc làm sao đấy. Nhưng mà cái rung rồi cái cách xử lý, cái tình cảm nửa đầu bài á, thì đúng là cái sự sạch sẽ, cái sự chắc chắn ấy, thì làm cho mình gợi nhớ là ông Quốc Thiên. Là rất là nghĩ đến anh Quốc Thiên luôn. Mà nó rất là nhẹ nhàng chứ nó không phải cảm giác gồng mình. Đúng rồi. Nhưng mà đoạn đầu bạn này bạn lại te đầu cắt kéo quá. Anh Thiên anh có như thế đâu. Có một vài chỗ thì lại giống Nguyễn Trần Trung Quân nữa cơ. Dạ. Nhưng mà Nguyễn Trần Trung Quân sẽ nức nở hơn. Đúng rồi. Với lại Quân hát á, giọng Quân bay lắm. Chắc lên tới tenor 2 luôn đó. Với lại Nguyễn Trần Trung Quân em nghĩ là xử lý nó sẽ lý trí hơn. Bây giờ nè, hỏi Voi. Voi ơi, Voi hỡi, Voi à. Voi đây. Voi. Chết rồi. Dạ. Sống ở đây hay là ngoài Bắc? Sống ở đây, thậm chí là sống ở buôn làng. Người đồng bào xuống dưới đây thì buôn làng. Buôn làng. Không giống cái lúc hát gì hết á. Khác hẳn Voi như ơi là hai người khác nhau á. Trong cái clip TT ấy, Tiên có thấy là Voi đứng lên cái cân Voi đã từng nặng 85kg à. Đừng nói anh Hà anh Tuấn, chắc em xỉu. Phải XXL. Cái bụng nó to này này. Đấy là ngày xưa. Ngày sửa ngày xưa thôi. Rồi làm sao mà Voi được cái mignon như hiện giờ? Voi tập á. Voi tập cái tập Voi nhảy như vừa nãy á. À. Đúng rồi. Nhảy như cái kiểu này không giống cái giọng nói với cái giọng hát không liên quan thiệt. Cái này như hai người vậy ha. Liên quan. Em có nghĩ tới một người mà anh này lâu lắm rồi, anh ít xuất hiện trước công chúng và đi hát. Đó nhưng là mà không có dám chắc, cũng một anh tên là Quân luôn ạ. Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta. À, anh Minh Quân. Minh Quân. Minh Quân ạ. À, Minh Quân. Cái kiểu lý lắc thì là của anh Minh Quân ấy, nhưng giọng thì cái giọng mà anh Quân ấy giọng đúng giai Hà Nội luôn. Đúng rồi. Với cả giọng anh Quân cũng khá là đặc trưng, tại vì anh Quân cũng đã từng rất là nặng, có một thời gian ấy 85kg, cái này trên báo chí là đầy hết rồi. Cho nên là em mới bị suy nghĩ thế thôi. Mà ví dụ là từ mập và giảm cân nhiều lắm. Chắc chắn không phải anh Tuấn. Đúng rồi, không thể là anh Hà Anh Tuấn được. Em vẫn thấy hát giống anh Thiên nhưng mà cái kiểu đúng không? Này không phải anh Thiên anh đâu như thế. Không tin là anh Thiên. Này, tức là cô chưa hiểu về Quốc Thiên thôi. Bùng nha. Bùng xả lắm đây. Thế ạ? À? Tại vì lúc em gặp anh ấy bình thường, em thấy anh ấy hiền.
cái giọng nói em thấy không giống. Cái giọng thì là có thể là giọng anh Thiên được, nhưng cái văn phong thì không giống văn phong của anh. Văn phong. Không, thấy anh Thiên lúc nào nói cái tông nó cũng trầm hơn chứ nó không có cao. Đúng như rồi, vậy anh đâu. Thiên là nói đa phần nói tông trầm. Rồi nhiều tông lắm. Rồi nhiều tông mà. Bây giờ nói rồi này không cái gì cũng được luôn. Tông gì rồi cũng nói được. Có một cái người này á mà hát cũng cao lắm. Ai? Chấn động ạ. Chấn động nha, ngoài Bắc luôn. Minh Vương của nhóm M4U. M4U. Anh Minh Vương giọng anh cũng bay bay lắm. Anh bay lắm chứ không dày như này. Trước mấy Minh Vương mà anh Đinh Mạnh Ninh là kiểu chất giọng yeah, của anh bay. Chưa, bay, bay, còn một cái người nữa. Cái anh mà hát cái bài mà tình yêu của em màu xanh của lá. Cái gì dương dương ấy. Anh Hồng Dương. Hồng Dương. Thì anh Hồng Dương với anh Minh Vương với anh Đinh Mạnh Ninh hình như các ông còn cùng một nhóm gì. Giờ thì kêu nguyên nhóm rồi đó. Chốt đáp án cuối cùng à, hết thời gian hồi đáp dành cho Voi. Voi chuẩn bị là gọi là đi tập gym rồi. Vô gym đi. Dạ, yeah, Bảo Anh, bạn chốt tên gì ạ? Hả? Em chưa chốt được vì em không biết. Cứ lo hưởng thụ bài hát thôi. Đúng rồi. Bích Phương. Em vẫn có cảm giác là anh Quốc Thiên. Anh Trấn Thành. Minh Vương. Tốc Tiên. Minh Quân. Anh Minh Quân. Dạ, mà quên nữa, hồi nãy là do có nhắc Huy là do món quà tặng cho hội đồng cố vấn đó. Có chứ, coi từ bản đôn mà. Coi có một món quà dành tặng cho hội đồng cố vấn cũng như là anh MC đẹp trai ngày hôm nay. Ô. Đây này. Trời, nãy giờ tôi thắc mắc cái túi bự như vậy mà không dám hỏi. Nhưng mà thật sự khó. Lấy được không, nhắm lấy được không? Có. Cho, giúp hai anh đẹp trai thì để ra giúp được không? Ôi, dạ, được, được. Đáo đây. Đã nói rồi để lắm giúp cho. Lắm lắm hả? Anh lên anh giúp em, anh tặng cho ban cố vấn chị em đi. Hết chưa? Rồi hết rồi, hết rồi, hết rồi. Còn cái túi không à? Ủa, cái con của anh MC đẹp trai nữa. Ủa? Đưa em lại một túi. Đưa một túi của anh MC đẹp trai. Có gì, có gì. Oh, thank you. Đây là cà phê từ buôn làng. Quá chu đáo rồi. Cảm ơn Voi ạ. Cảm ơn các bạn ơi. Xin bắt đầu. Cảm ơn Voi. Thank you, quá dễ cưng. Buồn chứ. Nói là tặng cho cố vấn và anh MC rồi đó, vô vậy thôi. Mà ủa, có MC nữa. Đâu? Anh hay quá. Không, MC tại vì người ta biết là ai nên tặng và ai không. Ủa anh, gì vậy? Em tới đâu em cũng được một bịch nhỏ nhỏ về em nếm thử trà mà. Có không? Em à, người ta tinh tế, người ta biết MC bán cà phê, người ta cà phê làm. Vậy là người quen của em. Lẽ ra phải bỏ muối cà phê đó. Có khi người quen của em không chứ? Người ta tinh tế em ơi. Nhưng mà giờ giật này cũng chấn động luôn. Là cũng chưa có chốt được 100% là ai ạ. Ba anh em ba đáp án nha, Bảo Anh thì không biết thôi. Em có ghi nhưng mà em thấy nó không phải rồi. Mà em thấy từ đầu mùa đến ghi giờ. Ghi Quang Hiếu. Sao? Chấp niệm. Trong lòng chỉ có một mình cái tên Hồ Quang Hiếu thôi đó. Một lòng có hiếu. Không. Trời ơi, hôm nay em có nhiều thông tin chấn động quá. Từ danh tính mascot cho đến những cái gì mà ban cố vấn hướng tới. Đặc biệt là cố vấn khách mời. Dạ. Quả là có hiếu. Có hiếu nha, có hiếu nha. Trước khi đến với nhân vật chấn động tiếp theo, chúng tôi sẽ dành ít phút để nghỉ giải lao. Chấp niệm ghê ta. Mọi người cứ đoán thoải mái đi. Còn cà phê Joy tặng á là dễ say lắm á. Nhưng mà không thể nào mà say bằng giọng của Joy đâu. Ta da. Joy về chém gió với buôn làng về The Mask Singer đây. Bye bye. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc. Bi vị chất. Mở bất ngờ cùng The Mask Singer Việt Nam. The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2, 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Vừa rồi bé Voi bản đôn là chấn động rồi. Nhưng nhân vật tiếp theo chấn động gấp đôi. Tuy hai mà một. Bạn có dự đoán được nhân vật tiếp theo sẽ là gì không ạ? Con Sam. Còn cái gì nữa? Thiên nghe. Lúc nào cũng phải đi thành cặp đó. Đúng rồi. Đây là một bộ đôi ở đại dương.
cực kỳ đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện luôn. Hả? Bộ đôi? Đó chính là 2 mà 1. Ủa? 1 mà 2. Xin mời cá ngựa đôi. Cá ngựa đôi? 2 người. Một nam một nữ nha. Bạn màu da cam mà nữ eo lại cũng nhỏ siêu liêu. Qua đây các người ơi. Đó, tiểu phẩm rồi giờ thở. Nhoi vậy rồi sao láng ra trời. Đó, ra là cá ngựa giờ thở như bò thở thấy không. Cá ngựa này mặt giống khủng long quá. Trời ơi trời, chấn động chưa. Cá ngựa màu da cam quá là diễn xuất. Tôi dòm giống cá bị màu nhà tôi nuôi ghê. Dòm giống cá bị đông, cá bị màu. Hồi nãy em giới thiệu là cái gì cá ngựa có đôi có cặp rồi yêu thương nhau chọn đời chọn kiếp bên nhau. Mà em ra em thấy như mấy con ngựa đá trong cái bàn cờ đó. Vuốt ve rồi em ơi. Lành rồi lành rồi. Nhồi không thích ta. Giao tiếp đâu cho nói chuyện được. Quên. Phỏng đoán trước là bộ đôi ca sĩ. Chị Minh Tuyết Cẩm Ly mà vậy không phải rồi. Đó, bọn em đoán là chị Trúc Lam Trúc Linh, chị Yến Trang Yến Nhi. Nhưng mà nam nữ thì là chật hết rồi. Tại vì bọn em toàn đoán nữ nữ thôi à. Chị Tiên ở bên hải ngoại, thì có chị Linda Trang Đài với anh Tommy. Không nhận anh Tommy cào lắm. Gì hả? Hay là Phan Hiển với cả Khánh Thi. Ủa. Bây giờ là phỏng đoán nhiều cái tên quá rồi. Em định đoán là anh đang trình Cẩm Ly nữa đó. Bây giờ coi manh mối đầu tiên về bộ đôi này như thế nào nha, xin mời. Một người đã bí rồi, giờ còn thêm 2 người nữa. Ngày xưa, cụ thể là 300 năm trước, tại một đại dương nọ, có một cô cá ngựa đang mải miết đi tìm chân ái của đời mình. Tín hiệu vũ trụ rồi bà ơi. Trong chuyện cổ tích hay rất dày lắm á. Thử, thử đi, thử đi. Ủa nhưng mà bà là con trai mà sao bà đòi thử? Đâu có. Tôi là cá ngựa trai nhưng tôi là con gái. Tôi là cá ngựa trai nhưng tôi tên gái. Tôi không phải con gái, tôi là con trai. Thì tôi tên trai nhưng tôi không phải con trai, vậy đi ha. Bản chất mình là cá chứ không phải ngựa đâu. Mà ngựa dữ trời. Thôi mình cùng thử vậy luôn đi. Thôi thì tôi với bà đi tìm chân ái tiếp nha. Ê, ê, bà bạn tôi gọi này để tôi nghe coi. Kể từ sau cuộc điện thoại của Kim Sang-ư, Vương quốc The Masked Singer đã có thêm đôi cá ngựa dễ thương, tinh nghịch và phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Nè, bây giờ mình cùng hô to slogan thôi nè. Cá ngựa gái, cá ngựa trai, chúng mình có nhau. Có gì vậy trời? Có biết nào kỳ duyên Minh Triệu không trời? Oh, slogan đó. Hóa ra là bạn của Kim Sang Ngư, gọi đi Thi. À, họ hàng với thủy cung gọi lên. Họ nói câu slogan của họ rồi. Và có dữ liệu là bộ đôi rồi có số 78. Ừ. Đôi giày bạn Kim Sang Ngư.
7, 8 là tỉnh thành nào ở Việt Nam mình ta? Phú Yên. Vậy là Minh Triệu rồi. Vừa nãy em còn nghe thấy là cái gì? Cá ngựa trai nhưng là con gái. Cái gì vậy? Cá ngựa trai nhưng tên con gái nữa. Gái nhưng mà tên gái mà là trai. Phải không nhỉ? Gây nhiễu đó. Hồi xưa trong cái live show Bình Tĩnh Sống của Thành, Thành có diễn một cái đoạn là Thành nói Thành là con trai nhưng mà Thành là con gái. Tại vì lúc đó Thành là con Ngọc Trai. À. À, thì tôi nói tôi là con trai nhưng mà tôi không phải là con trai mà tôi là con gái. Chừng nào mà tôi là con gái thì tôi mới nói là tôi, mà tôi nói tôi là con trai thì nó mới là kỳ. Nhưng nếu mà tôi là con trai mà tôi là con trai thì tôi là con trai trai. Nhưng mà nếu là tôi con trai là tôi gái mà tôi là con trai gái. Nhưng mà tôi là con trai, tôi không phải là con trai, tôi trai là tôi là con gái thì tôi gọi là con trai gái, hiểu không? Mình hát đi được không? Vậy là cũng là dòng giống trong đại dương của anh. Là bây giờ là cũng con ngựa này giống con trai của tôi đó. Mình có dữ liệu những con số rồi, có dữ liệu về cái màn xuất hiện hoành tráng này rồi. Bây giờ là dữ liệu quan trọng giọng hát của họ để xem họ có đúng là bộ đôi song ca hay không. Đúng. Nhiều khi cái con này là con trai còn con này là con gái. Đúng rồi. Có khi hai con là trai luôn không chừng. Nhiều khi hai con là gái luôn. Thì đó. Đó. Không biết bộ đôi cá ngựa mình hát bài gì hỉ? Bàn nhiều bài quá. Nhiều tiểu phẩm lắm. Nói cái gì vậy? Tôi không biết tôi nói gì nữa. Con nghe nói lớn lên. Vậy hả? Tôi cũng không biết tôi nói gì nữa. Lớn lên. Tôi nói như này là cái gì hả? Ủa nó tiếng Thái hay gì? Cá ngựa trai quạo rồi đó. Bây giờ của cô là hả cái gì lẹ đi. Dạ cho em hát ai đừng ngoảnh lại. Đừng ngoảnh lại hả? À. Vậy ca đi hay gì sao? Thì hãy giữ cho những yêu thương sẽ mãi không rời xa. Và đừng anh mất nhìn sâu. Em mong anh hãy đừng quay trở lại. Gửi lên lòng em cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua khi đã cách xa. Hỡi em, hãy mang theo em đi với kỷ niệm khoảnh khắc hạnh phúc cùng bao nỗi đau mình đã đi qua. Nay đã rất xa, đã xa rất xa. Trời đang mưa rơi, anh cô đơn nơi góc tối. Lặng lẽ đêm những kỷ niệm vừa qua. Người em trong vòng tay anh, đêm trôi qua nhanh. Cô hãy, ta chỉ tay trong tiếc nuối. Vì ai hôm nay cũng có lối riêng. Con đường anh giờ đây đã không có em. Anh hãy cố quên. Anh hỡi, mình chắc đắm say nhau rồi. Thì hãy giữ cho những yêu thương sẽ mãi không rời xa. Em mong anh hãy đừng quay trở lại. Gửi lên lòng em cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua khi đã cách xa. Hỡi anh, hãy mang theo em đi với kỷ niệm khoảnh khắc hạnh phúc cùng bao nỗi đau. Yeah.
cá múa đôi. Bây giờ xin mời hội đồng cố vấn hãy nhanh tay điền ấn tượng đầu tiên của mình vào trong phong bì ạ. Khó quá vậy ta. Sao cái người nữ thì tôi có cảm giác nhưng cái người nam thì tôi... Hả? Ủa thí dụ như mà mình chỉ đúng có một người thì có được tính điểm không ta? Vẫn được nửa điểm đúng không ạ? Nửa điểm, tôi tự nghĩ đó. Ủa gì vậy? Hoài. Những gương mặt tự tin ấy không chút do dự. Ồ, ngon, ngon, ngon. Tiên. Đây. Ồ. Ồ. Đâu dễ gì mà vẫn manh mà nghệ thuật á. Bỏ anh. Vô. Cảm ơn à, cảm ơn các người đôi à. Chúng tôi đã ghi nhận những phong bì ứng từ đầu tiên của hội đồng cố vấn về bộ đôi này và sẽ được bảo mật trong két sắt của ngân hàng quốc tế VIB nha. Bây giờ mình đến phần nhận xét về tiết mục. Xin mời hội đồng cố vấn à. Tiên. Dạ. Nói chung là đây là một cái màn mình hay nói vui với nhau là chém to kho mặn ấy. Gọi là trứng chỗ về mặt kỹ thuật, thanh nhạc, hòa âm phối khí là nằm hết trong cái phần trình diễn này luôn. Và thực sự là hai cái bài này kết hợp lại rất là hay luôn á. Nhưng mà hồi nãy là bạn nam á là bạn hát hai giọng luôn nhá. Cái đó giả thanh thôi đó mà. Giả thanh lên cao thì nghe cái quãng đó thì mình nghe mình tưởng là gì thôi chứ cũng ý là tức là đổi sắc màu sắc mà... thái đổi hoàn toàn. Cái người mà làm bố cục cho hai cái bài này thông minh là làm cho nó có cái mức độ thăng tiến về cảm xúc cao dần. Bạn nam thì cái giọng này nói thẳng luôn là tôi nghe rất là quen nhưng mà tôi chưa chính xác được là ai, tại vì trong nhất thời nó nhiều cái tên trong đầu quá. Yeah. Ai mà đứng nhoi dữ ta, không có đứng yên nãy giờ luôn á. Trời thôi tôi giấu tên bạn nam đi. Ôi bạn nữ cũng giấu luôn hả? Này anh biết là hai bạn luôn á hả? Thật ra bạn nữ tôi nghĩ là ở đây nhiều người biết đúng không? Bạn nữ thì đa phần bọn mình sẽ nhận ra đấy, tại vì cái giọng cao mà cao chói này luôn á. Và kiểu cái kiểu rung của bạn ấy cũng khá đặc trưng. Đúng rồi. Xong cái điệu bộ của bạn ấy cũng đặc trưng nữa. Đúng rồi. Dáng người. Rồi rớt miếng cũng đặc trưng nữa. Đúng, cái rớt miếng là đặc trưng nhất luôn á. Tại vì là nếu như bạn là người mà anh với Tiên cùng nói thì hôm trước em mới gặp bạn trên Đà Lạt. Nhưng mà bạn lại hát một người khác nên là em cũng biết chắc có phải bạn đấy không. Bảo anh đang không biết tụi mình nói gì cơ. Bảo anh đang suy nghĩ. Em đang hoang mang lắm luôn. Bảo anh dạo này em có ở Sài Gòn hay là ở đâu vậy em? Chắc tại đi nước ngoài nhiều quá thành ra là giờ em còn đang chắc lắc anh rồi. Không, Bảo anh phải biết bạn này chứ, bạn nữ bạn có anh biết. Thì em đoán thôi. Tại thực ra là thứ nhất là quãng giọng, màu giọng, nhã chữ vân vân nó rất là rõ ràng luôn. Cái bạn nam này á, hồi nãy hát được rất là cao. Thì chưa biết bạn nam thôi. Mà khi bạn xuống thấp thì quãng giọng của bạn cũng rất là ấm áp. Đây nam mới là ca khó nè. Bạn nam này á là cái giọng tenor 1 thôi. Nhưng mà bạn hát cái quãng của tenor 2 luôn, rất là rộng luôn. Hôm ấy mình hỏi thử để mình khơi thêm những cái gợi ý thì bạn nam. Nam ơi. Em ở ngoài đời đó là em có thường diễn chung với bạn này không? Hay là vô chương trình này tụi em mới kết hợp? Trời ơi, bình thường tụi em không diễn chung với nhau. Không biết nữa. Bài đặt bẻ giọng nữa chứ. Bệnh nghề nghiệp là tức là lúc đi hát mình hay autotune lắm hả? Thích thì làm đó. Thích cái gì? Gì làm đó. Thích gì làm đó. Đó là... Giờ em còn phải dịch tiếng cá ngựa nữa đó nha. Cá ngựa nữ ơi, em có ưa cái bên không em? Em là cá ngựa nữ. Em cá ngựa đó mà. Ủa nãy giờ cái bà nói là cái bà... Ủa là cuối cùng là sao? Em là cá ngựa nữ thì cá ngựa nào? Hả? Trời, trời đất ơi. Trời. Là ai đang nói vậy? Là bây giờ cho em xin bình nước biển được không? Em nghe nói em mệt quá. Là từ nãy giờ cái người trả lời tôi là cái bà bên kia đúng không? Là bé cam, đó con này là bé xanh. Chi màu đi nha. Bây giờ thưa quý vị khán giả, có nghĩa là hiện nay á, cái con cá ngựa mà bên trong cái nhân vật mà có giới tính sinh học là nữ á, hiện nay là đóng vai con cá ngựa nam. Đúng. Còn hiện cái nhân vật cái giới tính sinh học mà chưa biết nam hay nữ á, thì đóng vai con cá ngựa nữ. Chắc chắn là vậy. Nhưng mà em là vợ của anh ngựa kiếm mây.
Ủa gì vậy? Cái gì đó bà nội? Cái miếng rớt gì vậy? Cá ngựa nam ơi, màu cam đúng không cưng? Dạ. Em có hiểu gì về hài hước không? Em không hiểu đó. Cho nên rớt nãy giờ đó em. Em không thấy vậy đó. Miếng em nó rớt như mít rụng vậy đó nha. Không lấy gì làm lạ. Tém rồi. Nhưng mà nhá, cái bạn màu xanh dương, cách nói chuyện rất là bình dị đơn giản. Không phải bình dị bé, là làm không lợi con kia, cái quá mệt mỏi với con cái bên rồi hiểu không? Không còn muốn nói buông xuôi đó. Cũng là giống cái người ở trên Đà Lạt em gặp ấy cũng buông xuôi lắm. Mà cái người nam này hát nốt cao á, cái chữ cuối rung nhiều lắm, nghe quen lắm ấy. Rồi, nếu mà mọi người đã xác định được nhân vật, mình đoán thử là cá ngựa cái là ai? Trước khi đoán, em có đòi hỏi một câu là không biết là chị Bích Phương có người yêu chưa? Ui. Thật ra đi với cá ngựa màu da cam mà lại hỏi chị có người yêu chưa? Đâu phải người yêu của nhau đâu. Tại sao lại xưng chị đấy? Biết đâu lại nhỏ hơn người ta. Thì tại vì hỏi chị Bích Phương có người yêu chưa? À thế à? Dạ, là bé tuổi hơn. Sao mà lại lộ thế? Thôi chị không trả lời trên sóng đâu, sẽ bị giật tít lắm. Chị biết điều này rồi nên chị sẽ giấu. Nhưng mà em hỏi cô đó để làm gì đã? Tại vì Google của em là chị Bích Phương. Oh, chị cảm ơn em, thank you. Nhưng anh không đoán ra em là ai. Để em nói cho. Để em nói cho. Thì hôm đó nè, em nói cho vui nè. Không có vui, không có vui. Đấy là không có vui. Không, cái miếng này duyên nè. Quăng miếng bất chấp. Tới khi dính thì thôi. Nói coi, Gia Cam nói. Nào, hai, ba, nói nào. Ủa là em nói giỡn hả, tin thiệt hả? Tóc tiền tôi không biết sao mà năm nay vẫn còn tin nhung rất là nhiều thứ trên đời này. Chốt đơn à, một cái tên cuối cùng. Ba cái người tụi tôi là có cái tên đời là một người phụ nữ tên ba chữ. Ủa em mới gặp chị Tóc Tiền. Hả? Suy nghĩ đi cưng, cả nhà dựa vô em. Bữa là bao lâu rồi? Là của hôm qua của ngày hôm kia đó. Đánh đố gì trời. Nãy giờ cũng tung một số hint rồi đó, bảo anh nè. Ba nhân vật kỳ cựu chúng tôi đã có cái tên rồi đó, bạn có tên chưa? Không, em không biết bạn. Không biết bạn, luôn. Bạn màu xanh này là ai? Bây giờ Tiên nghĩ bằng màu xanh là ai? Nam chốt lại nè. Em không có tên. Bây giờ á, trong đầu tôi thì chỉ có một tên nhưng tôi nghĩ không phải. Dạ anh cứ nói đi, em xác nhận cho. Anh cứ nói đi. Chưa một, hai, ba. Bây giờ hôm nay để em bảo vệ hai bà cá ngựa này nha. Ừ. Biệt đội áo đen, ra đưa vô ăn cơm. Là vui dữ chưa? Một hồi không có ai bình chọn cho là cũng cười mà là cười ra nước mắt đó nha bà. Ý quên, mọi người nhớ bình chọn thiệt nhiều cho tụi em ở lại chơi biết nha. Vui vẻ, vui vẻ. Chấn động với tập đầu tiên của The Mask Singer Việt Nam mùa 2. Các mascot chào sân gây đại chiến solo vì loạt giọng ca quá khó đoán. Thủy Hồng là mascot đầu tiên lộ diện, mọi người há hốc vì sự xuất hiện của Ưng Hoàng Phúc. Màn lộ diện kéo về nhiều ký ức của thế hệ 8X, 9X. Ba mascot còn lại vẫn là ẩn số đặc biệt, cú tay bắt khiến mọi người tranh cãi nhiều nhất. Hippo Happy dân tình xôn xao không kém. Hai nốt của Kỳ Lân Lãng Tử khiến mọi người liên tưởng đến những giọng ca. Tuần này, cả nhà yêu có hẹn với loạt các chương trình hot hit khó lòng bỏ lỡ lắm nha. Thứ 2, 3, 4 với Hoa Vương. Thứ 6 đã tai đã mắt với The Mask Singer mùa 2. Và thứ 7 bung hết nóc với Rác Việt nhé. Hoa Vương tuần này lạ lùng với câu chuyện mẹ chồng gọi trà xanh đến phá tân hôn để trị nàng dâu sức sược. Hy vọng lần này cô cũng làm tốt giống như 10 năm trước. Nhưng cô đừng quên, cô ta không dễ để đối phó đâu. Trà xanh đó là tình cũ của Hải Đăng, cũng là cô dâu mất tích 10 năm trước. Nay cố ý tới chia rẽ vợ chồng anh. 10 năm qua em ở đâu? Tại sao em đột ngột biến mất? Vì mềm lòng, Hải Đăng thường xuyên giấu vợ qua lại cùng tình cũ. Em sợ sự thương hại lắm, nhưng mà em thực sự rất nhớ anh. Nhưng làm sao qua mắt được anh Thư? Là cô. Còn cặp đôi Hoàng Yến, Đăng Khoa và Mạnh, Trúc Mai đã chia tay. Em muốn trừng phạt anh á thì... Tụi mình chia tay đi. Kể từ hôm nay, tụi mình sẽ lại là anh em nha. Nhưng vẫn giả vờ yêu trước mặt phụ huynh. Phụ huynh hai nhà mà biết là tới công chuyện đây. Đã mắc với tập đầu tiên cả nhà ơi. Sau màn bắt hồ nảy lửa giữa hai mascot Kỳ Lân Lãng Tử và Khỉ Hồng. Hồng là nhân vật đầu tiên bước ra lộ diện. Khán giả liên tục hú hét trước sự trở lại của Ưng Hoàng Phúc. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.
sống lại ký ức của thời thanh xuân 8X9X với bài hát Thà Rằng Như Thế. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng có nếu kéo nát tan lòng nhau chỉ hai em. Không tập 2 tiếp theo quá bay ơi. Rap Việt khai hỏa vòng bứt phá cháy đét đèn đẹp các bác ơi. Sự xuất hiện của Hiếu thứ hai làm khách mời cho phần thi của Hurry Khang. Thì không mừng mắt thấy đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà tụi anh rap hay. Còn Quốc đi trổ tài vũ đạo cho tiết mục của Minh Lai khiến cả khán đài náo loạn. Nhưng mà lòng này hướng về âm nhạc đi đứng một cách tay phần hóa trình chơi bắt đèn làm anh điêu. Khép lại bản đấu đầu tiên và tấm vé đầu tiên bước vào đêm chung kết thuộc về cô nàng vành khuyên nhỏ Lil Grace. Chúc mừng Lil Grace. Xuất sắc chinh phục bộ 7 với bộ flow siêu tây và thần thái quá đỉnh. Chúc mừng Lil Grace nhé. Mọi người nhớ đừng bỏ lỡ The Mask Singer mùa 2, Hoa Vương và Rap Việt mùa 3 trên VChannel nhé. Xem sớm nhất trên ứng dụng VOn. Đầu tiên em có hỏi mọi người đã mong muốn có một mascot xuất hiện. Hồi nãy ai gọi là mascot có con cún ta? Chính em ạ. À, có luôn. Mà cún này không phải cún thường, cún fashionista, chuyên đi dự những tuần lễ thời trang nổi tiếng ở Paris. Và hãy chào đón bé cún tóc lô. Hoàng gia quá. Đúng như là lời đồn phải không? Fashionista. Cái tay. Ui hình như còn có mụn ruồi đây. Mụn ruồi đâu ạ? Đây bên. Không phải. Cái này là cái cái kim tím. Bây giờ tôi đang phân vân người này là nam hay nữ đây này. Cái eo nhỏ lắm, em nghĩ là nữ đấy. Dung mạo là cũng có anh Trần Thanh Duy trong đó đó nha. Anh Thanh Duy là eo cũng nhỏ đó nha. Là vì biết sao không? Cao quá so với nữ. Mà chắc còn đi guốc nữa thì có lẽ là nam. Hoặc là chị Thu Phương. Chị Phương cao lắm á. Rồi. Manh mối nè. Mối nào? Nào, cún thốc lô. Xin mời manh mối ạ. Phụ nữ luôn phải đẹp mỗi lúc vì không biết điều gì đặc biệt sẽ xuất hiện nè. Tôi là cún tóc lô nên tôi yêu màu tóc của mình hơn bao giờ hết. Mặc dù đam mê chạy trước những mua sắm online. Nhưng tôi không bao giờ bỏ lỡ những trận cầu, đặc biệt là gương mặt cho tôi nhiều cảm hứng. Tôi là người sống tích cực, luôn nhìn đời bằng con mắt vui tươi. Chính vì vậy mà nhiều lần tôi được nếm mùi thất bại vì không biết nắm bắt thời cơ. Nhưng mà không sao, tất ngã chỗ nào thì mình đứng lên chỗ đó. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Xuất hiện tại The Mask Singer, ngoài việc mang đến những bài hát thời thượng, tôi muốn mình là một cô cún xinh xắn, mạnh mẽ và bất lứa. Hãy nhìn kỹ tôi một lần nữa đi. Mỗi trang phục này cũng là một manh mối hay đấy. Trang phục cũng là manh mối. Có một biểu đồ của chơi chứng khoán đỏ lửa, chắc là chậm thấy nỗi đau rồi. Rồi thêm nữa là chiều cao, làm đẹp mê thể thao, mê Mbappé, là đội tuyển Pháp. Rồi hát thôi. Bé cún sẽ mang đến bài hát nào để tôi giới thiệu hay là bé cún giới thiệu? Dạ thưa quý vị, bé cún nhà em sẽ mang đến một ca khúc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.
Bài hát được mang tên Yêu Như Ngày Yêu Cuối. Wow. Đẹp quá. Bóng tối lạnh lùng, cần thêm yêu bao nhiêu để yêu đến vô cùng. Sao hát giống chị Thanh Hà đấy? Cần thêm bao nhiêu nhớ để lòng bớt những sai khờ. Phong, ai mày? Cần thêm đau bao nhiêu để anh thôi hững hờ. Cần thương anh bao nhiêu? Cần gọi tên nhau thật nhiều để tìm cháy cánh tim khi ngoài kia tuyết trắng tiêu tiêu. Cần đau chút nữa để yêu hơn, cần xa để biết nhớ nhau hơn. Cần lắm những đêm thức trắng để chờ mong nhớ ai. Yêu là cứ sợ buồn ngang ngơ, yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước. Yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng gần, yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người. Ngày mai dù ra sao em vẫn
một giọng ca quá tuyệt vời. Trời ơi, quá hay. Hay quá, hay quá. Trời ơi. Em nghe là cái sự nức nở bên trong, quá cảm xúc. Quá xúc động. Khóc rồi. Phải lau cao lên trên mới làm mát. Đúng rồi chị ạ. Để chỗ đấy. Hát hay quá, vỗ tay. Xin mời ứng từ đầu tiên. Tôi đã viết xong. Em cũng xong. Mơ điểm. Em biết không Bắp, lâu lắm rồi tôi với Tống Tiên mới có lại cảm giác đây này. Là cảm giác tụi em mong chờ. Đừng để tôi nghe từ thế hệ tôi đã lên 3 nốt thôi. Trời ơi anh ơi. Bể thiệt rồi anh Hành ơi. Bể rồi. Anh Hành ơi, đạo cụ chương trình. Không có em ơi, biết sao không? Lâu lâu gặp được một cái ca mà mình, trời ơi, chấn động với tôi lần này. Cuốn là người đã cứu vớt danh dự cho anh em chúng tôi. Đúng. Em với chị là không có danh dự gì luôn để mất. Còn bên đây hết bài chứ chưa biết. Em thấy là bên cánh trái của anh thì hoang mang lắm. Nó phải đều vậy, 50-50 vậy. Mời bị đỏ đen ạ. Khẩn trương. Quá nhiều nét rồi. Đây kiêu hãnh và tranh xả bỏ vào nè. Hơi thở đầu là đây. Trời ơi, mặt kìa. Trời ơi, anh tôi. Cảm ơn anh. Bây giờ đến phần gọi là hỏi đáp nhanh cũng như là phần nhận xét về tiết mục vừa rồi. Em không biết là ai, em chỉ có cảm giác giống như là người này phát ra phong thái của một nữ danh ca. Giọng hát mấy nốt đầu thì em có cảm giác như hơi giống chị Thanh Hà. Hoặc là người ta cố bẻ giọng để cho giống chị Thanh Hà. Đấy là toàn bộ dữ liệu của em không biết đây là ai cả. Hai người tự tin đi nào, lên tiếng cho bọn em nghe với nào. Rồi, chúng tôi sẽ nói ra để các bạn cùng suy luận. Các bạn hãy nghĩ đi, lúc đầu chúng ta sẽ nghĩ đây có thể là nam và nữ chăng? Tại vì áo xùm xuê quá đúng không? Và với chiều cao đó, nhưng khi cất giọng lên, làm sao là nam được? Chính xác là như em nói, có thể là những mình nữ danh ca chẳng hạn. Cảm giác thế. Cái thứ hai, mọi người hãy nghĩ đi, ở các dòng sản phẩm mà theo cái giọng hát này thì cái hơi vừa nhẹ mà nó vừa khàn, có lực và hát rất là tình cảm, thì ở Việt Nam tôi nghĩ cũng không quá nhiều người. Thanh Hà nè, Lệ Quyên nè, Hương Tràm nè. Yeah. Đó là những cái dòng sản phẩm nằm trong cái khu vực đó đó. Đây là cái người mà tôi với Tóc Tiên là đã chắc chắn rồi. Cho nên tụi tôi không thể nói ra được. Nghe nó mất hấp dẫn. Vì có những người mình quá chắc chắn, mình không thể nào mà cố lái đi thành một nhân vật khác được. Chứ mà hơi thở rồi 2-3 nốt biết thì chắc chắn là 100% rồi, không phải 99% nữa. Trong bài hát của chị thể hiện có cái câu là hình như là yêu như hết ruột gan gì đúng không nhỉ? Để em được yêu như thiêu như đốt. Để em được yêu như thiêu như đốt, tim em đến từng. Đây là giọng hát khi mà hát là rút hết ruột gan ra, cháy hết mình. Khi Tóc Tiên nói chữ như thiêu như đốt, tôi lại chợt giận ra. Tôi đã cho các bạn một cái hint thôi. Người này ở nhà cũng hay thiêu hay đốt lắm. Ủa? Hay nấu đồ ăn ngon đúng không bé? Yes, trời yes. Ơi, bê thui rồi đốt lò phô mai đồ. Đó, từ rút. Đây nè, đơn giản thôi, luộc gà rất ngon. Nói vậy thôi à. Từ ý em là đây là người này là thế hệ của 9X hay 8X? Em hỏi, em không biết. Nhưng mà tại vì người ta chẳng kiểu gì cũng nói dối. Biết đâu trong lúc người ta nói dối em phát hiện. Em thì em không nghĩ là chị Thanh Hà, tại vì em nghe chị Thanh Hà nhiều lắm. Chị không nghĩ là chị Thanh Hà, chị chỉ thấy là giọng giống chị Thanh Hà và chị không tìm ra option tốt hơn. Rồi hỏi đi. Chú Cún ơi, chú Cún bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ôi dồi ôi. Mười lăm tuổi. Gâu 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 gâu. Anh thấy chưa? Em phải hỏi anh là vì như thế. Mà sủa còn staccato nữa chứ. Sủa thất nhạc nha. Sủa. Vị trí anh Thành vẫn đúng nha. Đó, 15 tuổi hỏi tiếp đi, việc xếp được. Thôi em chẳng hỏi nữa đâu. Không, cứ hỏi đi chứ. Bỏ anh. Thanh nói thật nha, hồi nãy em viết ở trong tờ giấy là chị Mỹ Lệ. Cũng có khả năng. Cũng có đó, cũng có thể vậy. Tại vì chị Mỹ Lệ cũng nằm trong cái dòng sản phẩm là hát cao được mà giọng khàn luôn đó. Hồi nãy em nghe anh Thành nói là chị nấu ăn ngon. Chị luộc gà ngon. Luộc gà ngon thì ngoài chị ra còn có mẹ Bảo Anh nữa. Đúng rồi. Không có phải, không có phải. Đừng có nghe lời cô Tiên. Bố già Thành đừng có nghe họ. Đừng có nghe. Đừng có nghe lộ đó.
Bây giờ tôi hỏi Cuốn nè. Cuốn có anh em gì trong nghề đồ làm nghệ thuật đồ không? Dạ, tổ tiên ông bà. Tổ tiên ông bà. Tới tổ tiên. Đều nghệ thuật hết ở miền Tây. Con ngà nòi ạ. Tổ tiên ông bà cũng là ba bốn đời đó. Mà Cuốn nói giọng nam nha. Bây giờ mình tay đó. Miền Tây, Tây. Hồi nãy Cuốn ca là như Cuốn có muốn gơi lệ luôn phải không? Dạ. Có khóc, có khóc. Khóc lên gió luôn á, dạ Cuốn khóc. Trong cuộc đời của Cuốn có bao giờ Cuốn lỡ dạy luộc gà cho Tiên ăn không? Dạ chưa. Chưa. Kỳ vậy. Nếu mà anh Thành với chị Tiên mà kiểu rất là chắc chắn thì đó, 100% mà hơi thở. Em nghĩ là phải là mấy chị lớn. Dạ không có lớn. Không, anh nói em nghe nè, tại vì tụi anh á là lâu lắm rồi không có cái cảm giác gì để bấu víu chương trình. Ừ, làm lố gì thôi chứ nhiều khi cũng sai, cũng nhục em. Sai là cái chắc. Sai là cái chắc. Bây giờ hỏi Cuốn nè, tại sao có tách lô? Tại vì thích làm đẹp. Thanh Hà là mê làm đẹp số 1 thế ôi giới. Ôi ôi, chị Lê Quyên cũng mê làm đẹp nha. Ồ, quên trời nữa ơi. Nữ hoàng Cuốn lô Lê Quyên hả? Ừ, nữ hoàng Cuốn lô. Em hỏi đi Vương. Hay lại là Nhật Thủy? Ừ, biết đâu, thiệt. Không, em chỉ thấy là giọng của Cuốn có cảm giác không phải chị Thanh Hà. Thanh Hà chị sẽ chậm rãi, chị hiền, chị từ tốn hơn. Còn người này không có. Còn người này không có. Thế ạ? Theo kinh nghiệm mùa 1 cho thấy là đằng sau những lớp mặt nạ là một nhân cách khác nha. Có những người là không biết là mình có nhân cách đó luôn đó. Giống Thùy Chi đó. Đó. Cuốn ơi, bình thường là Cuốn có hát nhạc sôi động không? Nhạc gì cũng hát, cải lương cũng hát. Cải lương cũng hát luôn. Cải lương cũng hát luôn. Miền Tây mà, ông bà dạy từ nhà. Cuốn có hát bolero không? Muốn cũng được. Em nhớ là trong clip PT ban đầu là có nói là Cuốn hình như rất là mê bóng đá. Mê xem hay là mê chơi nhỉ? Vừa chơi, vừa coi. Có chơi đá bóng luôn hả? Trời sao Cuốn dễ sợ vậy? Nhân vật nào mà vừa thích mê chơi đá bóng mà vừa biết nấu ăn? Trời ơi, trái khuấy. Ừ, xong rồi. Mà hát là khóc. Tôi hoang mang rồi đó. Hay là chơi đá banh, đá điện tử đồ. Ờ đúng rồi, cũng có thể. Nhưng mà trong cái đoạn clip PT có một câu nha. Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu nha. Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Đấy, xong rồi cái lòng là cái lòng búp bê nữa nha. Thanh Thảo hả? Không, nhưng sao chị Thanh Thảo mà không thể nào. Chị ơi, chị làm sao ấy, chị Tiên. Chị dắt người ta đi đâu pha mà sao quá vậy. Tiên ơi, em có chắc cái điều đó không Tiên? Mê nấu ăn và thích đá banh là hai chuyện không hề liên quan với không nhau. Em chắc mà. Bây giờ tôi chỉ nói là cái tên của người này thì khán giả hay quen gọi hai chữ vậy thôi. Hai chữ. Thiếu điều là em thề độc như là mùa một nữa đâu đó. Thôi đừng có thề đồng nữa, thề xíu thề. Nếu tóc Tiên sai thì tóc Tiên đền cái chi? Bây giờ Cuốn muốn đền chi cũng được mà. Bây giờ thấy cố vấn ăn thua đủ. Cái gì mà nhẹ nhẹ thôi, đừng có liên quan đến nghề nghiệp như là sổ hồng sổ đỏ hay là gì đó. Yes. Một bữa. Còn nếu Kim sai, anh đền mình 10 bữa. Chuyện quá nhỏ đối với em. Cuốn thông minh, bây giờ mình cũng đặt cược với Cuốn một trận. Nếu như mình đúng, Cuốn chỉ đại mình một bữa. Còn nếu như mà Cuốn sai, Cuốn hãy qua nhà. Nếu như mà tôi sai, thì Cuốn hãy qua nhà hàng của tôi ăn 10 bữa miễn phí. Nếu như anh sai thì Cuốn sẽ được mời đóng phim trong phim mới sắp tới của anh. Rồi, dài ca mèo luôn. Anh sai chắc rồi. Anh sai chắc rồi. Để coi. Để coi. Em thấy thương cho hai nhân vật còn lại. Những đang mơ hồ những cái tên. Không có một cái tên nào. Không, nhưng mà đúng là đối với Phương và Bảo Anh thì sẽ hơi khó để mà nghĩ thôi, ra. Thôi, vậy cho hai bé cứ hoang mang vậy đi. Để hồi nữa bất ngờ sao. Chốt vẫn là chị Thanh Hà. Chẳng thay đổi gì được nữa. Còn Bảo Anh ạ. Chị Mỹ Lệ. Chị Mỹ Lệ. Chốt. Rồi bây giờ đến giờ Cuốn làm đẹp spa xì bụng rồi. Mấy đứa lấy xe đưa Cuốn đi spa. Cảm ơn mọi người nhé. Đó giờ Cuốn tóc đô chỉ biết làm đẹp rồi ca hát chứ có biết nấu ăn luộc gà đâu trời. Chị tóc Tiên này lần nào cũng thề hết. Cứu bé. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2, 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.
Và bây giờ chúng ta cùng nhau chào đón lại bốn nghệ sĩ trong bảng B ngày hôm nay. Đầu tiên là Cubone. Dễ thương quá. Voi bảng đôn. Yeah. Tí hai mà một, tí một mà hai, cá ngửa đôi. Và cuối cùng là cuốn tóc lô. Và Nguyễn Kiên Huy xin được thông báo một tin vui đến tất cả quý vị. Ngân hàng quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIB Supercard, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15% tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Bên cạnh đó, viện cố vấn nào là chủ nhân của chiếc cúp tay vàng cũng sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 100 triệu đồng đến từ nhà trong tài trợ Bia Pháp 1664 Blanc Bia vị chất mở bất ngờ. Wow, một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Xin mời hai cựu cố vấn tiết mục ngày hôm nay như thế nào ạ? Hôm nay cảm xúc nó rất là lẫn lộn. Lúc mình không đoán ra được, lúc thì mình bán tính bán nghi. Đây là những cảm xúc mà chỉ có ca sĩ mặt nạ mình mới có được thôi. Em chỉ cảm thấy rất là vinh dự khi được ngồi đây thưởng thức sự thăng hoa tuyệt vời trên sân khấu của tất cả các anh chị em mascot có mặt ngày hôm nay. Rất rất cảm ơn, rất là trân quý. Thật sự là em biết đến cái đoạn mà tất cả mọi người đứng lên xếp dàn thành một hàng như này là chúng ta cũng sắp có một trận đối đầu xảy ra. Thì em cảm thấy buồn và hụt hẫng bởi vì sẽ có một mascot mà mình không được nghe thêm nữa. Hoặc hai. Chúng ta vẫn còn đêm concert, tất cả các mascot sẽ quay trở lại một lần nữa. Bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay như thế nào đúng không anh? Thật sự em ngồi đây thấy là em hoang mang, kiểu là mình khó để mà đoán chính xác được. Và em khá là ganh tị với lại anh Thành với chị Tiên là tại vì kiểu rất chắc chắn. Bọn mình không đoán ra thì chứng tỏ là các mascot năm nay mọi người giấu giọng rất là giỏi. Nhưng mà em hy vọng là tới cái khúc chót là anh Thành với chị Tiên sai. Dạ. Sao mà miệng của Quang thế hả? Tại vì hỏi không chịu nói nữa chị Phương. Anh chị thì rất là đáng tiếc rằng là em sẽ không thực hiện được ước mơ đấy đâu. Thấy cũng tội mà thôi cũng kể đấy em. Nhìn mặt này này, hai mùa. Hai mùa. Mà chỉ có một lần này là tự tin 100% thôi. Cái khoảnh khắc tự tin quá hiếm hoi, không thể chia sẻ cho em được. Rồi bây giờ cảm ơn hội đồng cố vấn ạ. Và bây giờ xin mời 99 khán giả trường quay hãy cùng nhau bình chọn cho hai nghệ sĩ quý vị cảm thấy yêu thích nhất. Xin mời. Năm, bốn, ba, hai, một. Và hết thời gian bình chọn. Xin cảm ơn khán giả. Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi kết quả bình chọn, chúng tôi đã có xảy ra sự ẩu đả nhẹ nhẹ giữa một loạt động vật trên cạn và một bộ đôi dưới nước. Để hòa giải, chúng tôi xin phép voi bảng đôn. Tay trong tay với bộ đôi cá ngựa. Nè he, cá ngựa đôi ông xanh ơi. Rồi xin mời cừu hãy tiến về phía của cún, nắm tay cún. Dễ thương á. Giống như là mama và con vậy đó. Hai mẹ con. Còn bên đây giống như chính giữa ông bào công kế bên Dương Long Triệu Hổ. Và chúng tôi xin được mời voi bảng đôn hãy tạm rời xa cá ngựa đôi, tiến về phía. Ủa đóng phim không biết đi đâu về đâu. Lùi về sau. Lùi. Tiến qua trái. Trời ơi. Đứng sau lưng cừu. Còn cừu hãy tiến về bên phải, rời xa vòng tay mẹ, nắm chặt tay của bộ đôi ngựa. Hai tấm vé đầu tiên vào vòng an toàn đã thuộc về. Voi bảng đôn và cún tóc lô. Bé cừu và bộ đôi cá ngựa sẽ bước vào vòng đối đầu. Bây giờ chúng ta hãy dành cho nhau những cái ôm chúc may mắn. Bởi vòng sau là vòng chúng ta buộc phải chọn ra tấm vé cuối cùng.
Xin mời vị áo đen hãy đưa các nhân vật chúng ta vào trong nghỉ ngơi và chuẩn bị cho màn đối đầu ạ. Xin mời. Và quý vị, đây là vòng đối đầu giữa cá ngựa đôi và cừu bông. Đây là tiết mục tam ca lần đầu tiên tại sân khấu The Masked Singer luôn. Rất là không biết là người ta sẽ hát như thế nào luôn. Yeah. Và bài hát cá ngựa đôi và cừu bông đối đầu đang sở hữu trên 100 triệu lượt nghe. Và đây là một sáng tác của Andy Nam Trương, Tỉnh Cùng Nỗi Nhớ. Mình em thôi, tận cùng của tan vỡ.
Cá Ngửi Đôi ạ. Đã nhiều quá, hát hay quá. Hát đôi đã khó rồi, bây giờ hát cả ba mà mình nghe rất là dễ chịu, rất là nương vào nhau luôn ấy. Và quan trọng là hai cái bạn ngựa đó. Hai cái bạn ngựa đó. Hai bạn cá ngựa. À, hai bạn cá ngựa. Khi hai cái bạn hát chung á, cái quãng rộng, hai cái giọng này nó quyện nhau lắm, cho nên là hai bạn có thể tung tẩy được. Và đặc biệt nữa là mình thấy là bạn Cù Bông mọi thứ chắc chắn và âm thanh nó đẹp tròn nhiều hơn. Em thấy đây là một phần biểu diễn rất là hòa quyện với nhau. Mọi người không có tâm lý chiến đấu mà là cùng nhau thăng hoa ở trong một bài hát. Khi mà mọi người biết nương nhau thì mình thấy ca khúc nó cũng nhẹ nhàng, nó tròn trịa và nó nhiều cảm xúc hơn. Thật sự là bọn không đoán ra được bạn cá ngựa cam. Cá ngựa xanh mới khó nè. Cá ngựa xanh này là khó nhất. Anh chị muốn biết không em nói nhỉ? Thôi mà. Bà đòi nói hoài vậy chứ mà cá cam kia. Nãy giờ thấy em thấy nha, bên đây em rất tăng động. Đây là cù tượng. Cù tượng. Em chia sẻ xíu. Cù nói đi cù. Em mới hút cù bún bò. No quá. À, no quá hụt hơi. Trời ơi cù ơi, cù đã ăn bò là thấy ghét rồi nè. Đó. Em vừa hút cái sọt cái cục giò nó cấn trong cần cổ xem lấy hơi được. Hát được nữa. Ờ, mấy em. Là... Cái này mà em rớt này thì em bỏ bún bò luôn. Mà lý do rớt cũng đau lòng chứ bộ. Rớt gì cục giò và cộng rau muống. Ok luôn. Nhưng mà khoan, chừng là 2 giây. Tại sao thí sinh không được ăn mà bạn giám khảo nãy ăn quá chừng ăn? Tại tôi không phải lộ diện. Kỳ thị, hội đồng cố vấn. Thi Loại. Kiếm chuyện loại. Và bây giờ lượt bình chọn đầu tiên sẽ dành cho hội đồng cố vấn. Chọn ai ta? 5 4. Em rất chắc chắn 3, trong sự lựa chọn của mình luôn. 2. Chọn rất nhanh. 1. Hết thời gian bình chọn. Và bây giờ xin mời 99 khán giả ra trường quay bình chọn. Và hết thời gian. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật tổng kết quả và tìm ra tấm vé cuối cùng sẽ thuộc về ai? Cá Ngựa Đôi hay Cù Bông? Họ là ai mà khán giả đang muốn chiêm ngưỡng giọng hát thật của họ như thế nào? Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo của tập 2 công bố kết quả và lộ diện. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ 21 giờ thứ tư tuần sau. Tấm vé cuối cùng đã thuộc về... Hồi hộp quá, gây cứng quá. Xin chúc mừng! VIP dẫn đầu xu thế thẻ 1664 Blanc pin vị chất mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam, mang vũ trụ bơm tấn vô tận về nhà chỉ với 99k. Đăng ký ngay gói VIP HBO Go trên siêu ứng dụng giải trí Vion.